Tiếp tục, chúng ta có mẫu câu tiếp theo. Thu hút, hấp dẫn sự tò mò của ai đó. Ín chỉ chấm chấm Hào chí. Hào chí nó có nghĩa là sự hiếu kỳ, sự tò mò. Ín chỉ là sức hút. Chúng ta có mẫu câu biểu diễn ảo thuật thu hút sự tò mò của bọn trẻ chúng tôi. Mẫu su diễn chu hẳn yến chỉ của mân xảo hái hào hào chí. Mẫu su diễn chu có nghĩa là biểu diễn ảo thuật. Hẳn là rất, yến chỉ hấp dẫn của mân xảo hái hào chí, hấp dẫn sự hiếu kỳ của bọn trẻ chúng tôi. Chúng ta đọc lại. Mố su giản chu hẳn yến chỉ của mân xảo hái hào chí. Chúng ta đọc lại một lần nữa này. Mố su giản chu hẳn yến chỉ của mình xào hái hào hào chí. Tiếp tục, chúng ta có mẫu câu tiếp theo. Tận hưởng niềm vui gì chấm chấm. Ví dụ, sẻng sâu chấm chấm tơ lừa trị. Chúng ta có mẫu câu như sau. Cả nhà tôi tận hưởng niềm vui kỳ nghỉ hè ở Hạ Long. Ủa mân chuyến cha chạy xa lúng ngoan sẻng sâu sủ cha chi tơ lừa trị. Chúng ta ghép cái mẫu câu như sau. Ủa mân chuyến xa chạy xa lúng oan sẻng sâu sủ cha chi tơ lừa trị. Ủa mân chuyến cha có nghĩa là cả nhà thôi. Chạy xa lúng oan ở Hạ Long. Sẻng sâu sủ cha có nghĩa là sủ cha chi có nghĩa là kỳ nghỉ hè. Tựa lừa truy có nghĩa là niềm vui trong kỳ nghỉ hè. Sẻng sâu sủ cha chi tựa lừa truy. Chúng ta đọc lại. Ủa mân chuyến cha chạy xa lúng oan sẻng sâu sủ cha chi tơ lơ trụy. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Ủa mân chuyến cha chạy xa lúng oan sẻng sâu sủ cha chi tơ lơ trụy. Tiếp tục, chúng ta có mẫu câu tiếp theo. Tránh được nỗi khổ gì chấm chấm chấm. Mẻn truy chấm chấm trừ khổ chấm chấm. Câu này chúng ta ghép như sau. Sử dụng thực phẩm ăn uống an toàn sẽ tránh được nỗi khổ của bệnh ung thư. Chúng ta có mẫu câu ghép như sau. Sử dụng an toàn ẩn sử hội miễn truy hoàn ái chân trư khổ. Câu này phân tích từng từ, chúng ta có những từ như sau, từ mới sau. Chuyến cha ẩn sử an toàn an toàn ẩn sử có nghĩa là thức ăn an toàn.
Huy có nghĩa là sẽ, mẻn truy là tránh được, hoan ái trân trư khổ có nghĩa là nỗi đau khổ của cái người mắc bệnh ung thư, của cái bệnh ung thư này. Hoan ái trân có nghĩa là mắc cái bệnh ung thư, hoan ái trân trư khổ có nghĩa là nỗi khổ của cái người mắc bệnh ung thư. Chúng ta đọc lại: sử dụng an toàn饮食会免去患癌症之苦。chúng ta đọc lại một lần nữa: sử dụng an toàn饮食会免去患癌症之苦。tiếp tục chúng ta có mẫu câu như sau: học tập hay là làm việc trong điều kiện nào đó, ví dụ trai chấm chấm theo chen xạ chấm chấm. Ví dụ chúng ta có mẫu câu như sau: trong điều kiện trang bị học tập thiếu thốn nhưng thành tích của học sinh dân tộc thiểu số Việt Nam lại rất tốt. Chúng ta có mẫu câu ghép như sau: trai xuế xí chơi phá trang bay theo chen xạ tan duy nán sảo su sảo su mín xuế sơn mận chứng chi hái bú chỗ. Câu này chúng ta có những cái từ như sau, ví dụ xuế xí là học tập, chê phá cũng nghĩa là thiếu thốn, chê phá trang bay cũng nghĩa là thiếu thốn trang thiết bị, theo chen xạ là trong cái điều kiện thiếu thốn thiết bị học tập, tan là nhưng, duy nán sảo su mín xuế sơn mận các em học sinh là xuế sơn mận là các em học sinh dân tộc thiểu số, sảo su mín cũng nghĩa là dân tộc thiểu số, chứng chi có nghĩa là thành tích, hái bú chua có nghĩa là tốt hoặc là không tồi. Chúng ta đọc lại: trai xuế xí chơi phá trang bay theo chen xạ tan duy nán sảo su mín xuế sơn mận chứng chi hái bú chỗ. Chúng ta đọc lại một lần nữa này: trai xuế xí chơi phá trang bay theo chen xạ tan duy nán sảo su mín xuế sơn mận chứng chi hái bú chỗ. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin tạm biệt và hẹn các bạn ở video clip tiếp theo.